Thôi nè, cục mặt nó bự quá máy luôn kìa. Rồi nó đã. Rồi. Từ sân Bắc á, cũng mến chào cô dì, chú bác, anh chị và các bạn gần xa, cũng được nhiều sức khỏe nha. Thì ngày hôm nay anh chị ơi, vẫn tiếp tục đi lấy mật công gừng nha anh chị đó. Thì đi đến đây cũng gặp được hai tổ của nhà ông anh nè. Cái mối này là cái mối của mình lâu dữ lắm anh chị. Nó về mình không hay, mình mới chạy ngang mình thấy, mình chưa kêu ảnh nữa là ảnh đi ra cũng gặp ảnh luôn. Rồi ảnh dẫn vô nè, hỏi ảnh, ảnh cho hốt nha anh chị. Hai ổ mà nhưng là ảnh cho anh em á, đồng nghiệp nó hốt ảnh nổ rồi. Còn ổ này bữa hổm ảnh la không có mật, mà nhưng nhìn không có ra mật nha anh chị. Nhìn cái đầu mật nó lép bép mà nó kéo dài dữ lắm đó, im lắm, nhìn đã lắm đó. Bây giờ để quay trở lại cho anh chị xem cái hai tổ ong luôn nha. Mà nhưng mình hốt con tổ à, tổ bên kia mới hốt có 10 ngày chưa có mật. Đây hôm nay cũng đi với Tâm Nhật chào cả nhà luôn đó. Đây ông anh, đây ông anh Quyền Thội. Ông anh Quyền Thội ở Trần Bản Quần Vắng. Ông anh này là ổng nói chung là nghề của ảnh á là nghề chim nha anh chị, nghề đi bắt chim chồi voi với bể quất rồi đó. Đây cho anh chị xem cái tổ này cắt 10 ngày rồi nè anh chị. Cắt 10 ngày rồi đó mà hôm nay nó phì lại tầm có chở gần nửa lít đó anh chị, mà mình không có hốt nha, để cho cái ổ ong nó phát hiện phát triển lên, nó lớn lên mình sẽ hốt. Đây cái ổ ong này đóng cây mít này nó mới khủng nè kìa anh chị, thấy không, dữ lắm, cái ổ nó bự. Anh kéo cục mặt hết biết luôn rồi. Trời ơi, nó bự kìa, nó đã. Ui ôi, cục mặt có dảnh ra luôn. Mình cục mặt này nói chung là tầm có 1 lít ăn lên anh chị. Bởi vì cái khu miền Tây của mình á, ong á thì ổ nó cũng có ổ bự, ổ nhỏ, mà những cái nguồn mặt nó không được mạnh nha anh chị. Khoảng chừng ổ vậy là 1 lít ngoài là thấy rất là mừng đấy anh chị. Đó. Rồi bây giờ thì nói chung thì để trang bị đồ nghề rồi sẽ lên chinh phục anh chị ơi. Bắt đầu lên anh chị ơi, chinh phục tổ ong này. Cái mít này không biết sao đây nữa nè, lên chảnh làm cắt đụng xong cái rồi. Bà cô ơi, bà cô gọi chưa bước vô nhà giùm con cái coi, con hốt tổ ong cái. Bước vô nhà giùm con đi, để có lửa có khói đốt cái bảnh cái nó qua à. Rồi lên chị ơi. Bốn mấy hả? Bốn mấy hả Nút? Bốn mấy rồi đó. Dữ rồi. Thằng chạy xe giờ đất màu trắng mà đó làm như Khmer. Ừ, cái mít nó có cái chớn gì ở đây vậy ta? Một Phật. Cái ổ lớn quá đã. Ây da, ta 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 không lửa này. Ủa cái nhánh mít gì thấy ghê trời. Cái mít nhảy bọng tùm lum hết trơn này. Đừng có gắt nha, gắt cái mệt lắm ạ. Nó lớn. Hết biết cái tổ ong anh chị ơi. Coi nè. Cục mặt nó bự quá máy luôn kìa. Rồi nó đã. Rồi. Hết biết rồi. Còn quýnh anh chị ơi. Quýnh lắm quýnh này. Thank you.
không có hung lắm nghe anh Út ơi. Quá cỡ thợ mộc. Dữ
lắm rồi anh Út ơi. Hả? Cái gì? Em hốt luôn mà. Hả? Sao? Quá trời quýnh anh chị ơi. Đóng cái đuốc luôn. Hồi nãy lấy đuốc ngon rồi. Gom lại. Mặt nó khỉ hết biết khỉ luôn. Quýnh nó khủng khiếp. Gọi lên lần hai nha. Tại ở đây đốt khối được quá trời nè anh chị. Ôi ôi trời nó quýnh. Cái đuốc cũng lòng lửa coi. Quá trời. Đồ gỗ nó lớn. Máy anh chị ơi. Ủa, quá trời nó mặt. Quấn cũng banh nữa. Dữ lắm. Dày cũng dày cho chuyện nấu với nó nè. Không có ngờ nó không tới dày. Hết biết cục mặt đây. Không biết cái máy nó quay không nữa nè. Hãy cho anh chị xem cái đầu mặt nha. Nó quýnh. Chạy. Để anh chị đứt máy nha. Đó. Bên đây nữa nè, mình dối tại hơi khó anh chị ơi. Không có quay được cái trọn vẹn nữa. Đầu ở ngoài được. Đó. Mà cũng ngon ngon nha. Rồi lấy anh chị nó quýnh. Quá trời quýnh rồi. Bằm mình cái nổ rồi luôn. Thank you.
2 lít đó anh chị. Bỏ vô cái bịch nữa. Rồi tụt xuống. Quá quýnh này. Mặt này cỡ lít rưỡi ăn lên. Khủng khiếp. Bên này trúng à. Trúng thiệt chứ. Trúng cái lò à. Bệnh luôn á. À, cái đuốc được rồi. Ỷ gì? Ủa cái dao tôi có cắm vô đó hả? Cắm bỏ cho anh luôn rồi. Biết quên luôn anh chị ơi. Ông nó quýnh quá quên luôn rồi. Trời ơi. Rồi đi vô. Quá trời. Hết biết anh chị ơi. Hả? Tôi lít gì? Còn 2 lít mặt người ta. Rồi bỏ vậy. Cổ gì bả vậy? Em nói anh rồi. Đi vô nhật coi nè, anh cầm cục mặt coi, cục mặt nè anh chị, ảnh nói về cục mặt cái được 1 lít hơn nè, mặt nè lít rưỡi, lít 8, 2 lít là chắc hơi yếu nè, hết biết không, tán thần cuộc đời bà bác. Dạ con hút ông thấy chưa, anh cầm ơi 2 lít không. Ôi cục mặt nó nhìn ra vậy đó mà. Trời ơi. Cục mặt này con bao. Mặt non mà. Thấy ngon hơn chị. Hết biết không? Ăn thằng cục đợi cho. Dữ lắm mà. Dạ. Rồi anh chị ơi, ông nó bu quá trời nữa. Bây giờ cũng cho Tư Sơn Bắc xin kết thúc video luôn anh chị ơi. Để bu nó quýnh ông bác với bà bác. Mắc công nữa, mắc công quạ tới nữa nha. Rồi bây giờ thì cũng xin kết thúc video luôn nha. Hẹn anh chị những cái video tiếp theo nữa. Rồi bye luôn ông Nhật ơi.